hỏi đại lý rồi lúc đó. Chắc là hết thuốc nó nói vậy thôi chứ. Nó nói vậy á, nó hết thuốc nó nói tâm tâm đi đi mà ớ. Chứ thuốc đang có đăng ký trên trên cây dưa trị dưa chuột này, sương mai rồi này, dưa nước phân xì mũ, sầu riêng, cà chua rồi này. Là cái dòng dòng phytotora. Phytotora hết mà sao lại không trị được. Mà mình trị mình ra mình nói hiệu quả đại lý cũng không tin. Đâu hầu hầu mới chào hàng ra là cường có điện lên công ty cho một chai. Rồi về xịt trừ xong lại mua hai chai nữa. Dạ, tổng cộng xịt ba chai. Rồi cái thằng im đây nó cũng làm, nó cũng mua nó xịt nữa. Về ổng hỏi, nó hỏi anh xịt thuốc thấy đẹp không? Nó xịt thuốc thấy đẹp á, được á, mua loại lấy loại về bán cho bệnh cho người ta. Sau đó ông quần quần với ông trẻ lên làm trà dưa điện hỏi thuốc đây nó trẻ hết rồi. Ủa sao trẻ, nó bán không được trẻ. Nhiều khi thuốc hiệu quả mà cũng à, thuốc này mới ra cùng có 2 tháng nay mới đúng rồi, cũng mới triển khai ở khu vực này chuyển à. Lên cho cường vụ này quan trọng là vụ sâu bán mới mạnh đấy, là tôi đầu tiên nhất là nó điện đưa lên công ty tặng cho một chai này. Yeah. Rồi nó bán nó biểu kiềm Alex vô à, lúc đó anh có kèm không kiềm xịt đập cái trà dưa mà nói bả mà nó là đạp trái một lượng lớn là xịt được hai lứa. Hai lứa đầu bắt đầu thu á, cứ nặng là cứ mày mình xịt cái dưa nó bùng thì thấy nó lành, thấy nó lành mưa đúng không, thấy nó bùng lé á. Dạ. Mình xịt lên thấy nó phát triển. Dạ. Mình xịt cái thuốc nào mình thấy được mình nói đầu dính đây bao nhiêu bữa nó lòi ra mới một hai đốm chuyện ổng không thấy nghe nè, công nhận nó nhanh chuyện đó. Nó lây nhanh. Này nó qua dòng nước đó, mình tưới nó đi theo dòng nước. Mà dưa đây do mưa nhiều quá. Mưa nhiều nữa. Nói chung dưa thiếu bây giờ đang muốn bắt đọt mà bơm mất 3 lít nước rồi. Dưa dòng bơm nước nhiều mới ngon. Dạ. Mà mưa miếng nó nề á, nó nhìn nó nhạt ra nó rỗng đó. Như là phải trời nắng như lại tưới nước. Không mất tiền cũng lấy gum gạch. Lấy gum gạch thì trời bữa đó nó mất tiền. Dạ. Tính ra thằng gum gạch nó trị miệng rỡ cũng ngon. Nó là lúa được bơm ba nước giếng nó miệng rỡ hẹn á. À đúng thấy, rồi. Thấy bình hai gói vô thấy nó lành lại. Chờ anh làm lưới vô tốt đi, em chở dành cũng mấy bao canxi trong bên hồi đây anh lót. Vô địch luôn. Thì tính bỏ mấy xèo làm dưa tết này. Cứ 1 hecta anh lót 20kg, 1000 mét vuông anh lót 2kg, 2 cái canxi rồi là cực rõ liền. Vô về dưa nó đung đá lắm, không còn tứ gì luôn. Không tự nhiên, kích hấp thụ tốt. Em bù rỡ nó lành hình. Đúng rồi, bù rỡ nó đung cái điểm sinh trưởng đang vừa ngon à. Cái trà dưa nào mà bù rỡ nó lành nó ấy là tống bệnh tốt, nó tống khuẩn nó tống bệnh để nó nhị thuốc bệnh nữa nha. Bỏ thứ dưa mà siêu nó ở luôn à. Thì mà không đúng thuốc đó nó càng lập nó chứ. Ừ. Cái này là ra nó con người ta có kỹ thuật nhiều này. Hay là để dài thế rồi quả nó đầu hiệu quả mình để. Nó có kỹ thuật cắt cái cành chèo đi. Đó là cắt như kia thôi. Cắt như kia dưa lưới á. Cắt cũng cắt chèo nè. Chèo trong gốc thì cắt. Nhưng mà lỡ ví dụ như nó đứt, nó bị bệnh đứt chỗ này á thì mình nuôi chèo.
Ở đây có bệnh gì không em? Chỉ cho em một số bệnh. Bình thường dưa thì nó bệnh xương mai này, rồi nứt cái nứt thân chỗ này này, do phi tốt á, nứt thân. Cái đó đó. Ông xài cái trái bánh buôn mình hiệu quả rồi, ông kiếm mua lại đó. Không có, nhưng xịt trái bánh buôn là nó sẽ ngừa luôn cái xương mai mất rồi. Tức là xịt trái bánh buôn là nó ngừa mất. Trái bánh buôn nó nó vừa ngừa xương mai, trị xương mai nữa, nó vừa ngừa luôn cái nứt thân xì mũ rồi. Cái chai do phi tốt. Nấm à? Nấm hết. Xương mai cũng nấm. Dưa này thì có con bọ dưa lúc nãy nó màu cam cam á. Dạ. Đây này con này này. Cái này em biết mà, vì hồi bữa em cũng có. Không phải con này là con bọ xít. Con bọ dưa khác, bọ xít nhiều rồi. Dưa leo, bọ dưa nó ăn quá trời. Ừ, dưa leo rồi bọ dưa nó ăn nhiều lắm. Cái con đó thì bọ xít này. Xít mấy cái dòng trong hơn. Bọ xít phải không anh? Ừ, bọ xít. Bay nhá. Như vậy nó thường có con bọ phân trắng. Đây là bò cam, bò cam bay. Hả? Đây có bò trị không? Hết rồi, ông có xịt thuốc là mới hết bò trị. Xịt cái gì này? Không biết. Này, con bò cam này, nó nấp rồi. Bò cam em biết mà, hôm bữa em đi bắt cho người yêu em á, nó làm đề tài vì dưa á. Trời nó ăn. Đi bác gì làm gì? Còn lần 2 mới biết cách phòng trừ bớt. Nó quay lại đó, phung cách đây. Nó ăn ở dưới lá, đây, nó ăn ở dưới gốc nữa. Con tuần rồi nó quay lại. Nó giao, ăn ở dưới gốc nữa. Ừ. Nó cắn ngang gốc, như em nói này. Nó cắn ngang gốc. Dưa này nó cũng là kỹ thuật nó cũng đơn giản hơn mấy cây công nghiệp đúng không? Cây công nghiệp thì nó cây rau màu là kỹ thuật nó đơn giản hơn đúng không? Cây công nghiệp thì kỹ thuật nó dài hơn. Dài mệt hơn. Con cây rau màu kỹ thuật nó đơn giản hơn đúng không em? Thì nó trồng ngắn ngày mà. Ngắn ngày mà. Đa số cây ngắn ngày kỹ thuật cũng ít hơn đó. Cũng dễ hơn đó, dễ học hơn đó. Cây công nghiệp là mình phải nguyên một năm. Trời, nguyên năm có khi còn chưa biết nữa. Cái tiêu cà phê, tiêu mới khó nữa. Tiêu cà phê cao su thì không có giá, chứ có giá là học cái kỹ thuật nó cũng mệt mỏi lắm á. Đúng rồi, may ở địa bàn em không có tiêu, ít tiêu lắm, học mệt mỏi lắm. Đàn em thì có lúa, rau màu là chín luôn á, lúa rau màu khoai lang.